cầu của đoàn viên, người lao động trong hệ thống công đoàn với giá ưu đãi, đồng thời nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm. Sau thời gian tìm hiểu, thu thập thông tin, trải nghiệm và thẩm định sản phẩm, công đoàn ngành giáo dục xin trân trọng giới thiệu 19 sản phẩm của 13 công đoàn cơ sở trực thuộc, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, mẫu mã, giá cả để khách hàng an tâm sử dụng. Nhất, công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Mỹ Quý với sản phẩm lạp xưởng do đoàn viên Trần Liên Quang chế biến. Sản phẩm được làm từ 100% thịt heo sạch, ít bỡ, đóng gói, hút chân không, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được bán với giá phúc lợi ưu đãi 10% trên kg. Thứ hai là công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Chu Văn An với sản phẩm kho quẹt tốt mỡ của đoàn viên Đinh Thị Đẹp chế biến. Sản phẩm với thành phần chính là thịt ba chỉ, tôm khô, tiêu, gia vị được chế biến theo quy trình được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, đóng hộp 250g, thời hạn dùng 3 tháng, giá bán phúc lợi ưu đãi 25% trên hộp 250g. Thứ ba là công đoàn cơ sở trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp với sản phẩm kết cườm, người đại diện là đoàn viên Nguyễn Thụy Giao Chương. Sản phẩm với mẫu mã đa dạng, móc khóa 12 con giáp, một số phụ kiện, túi sách, dây đeo thẻ, buộc tóc, các dụng cụ như hộp bút, hộp khăn giấy, đồ dùng trang trí như cây đồng tiền, bình hoa. Các sản phẩm được bán với giá phúc lợi ưu đãi 5% trên sản phẩm. Thứ tư là công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Thiên Hộ Dương với sản phẩm hoa von cài áo, móc khóa hạ cườm do đoàn viên Phan Ngọc Trầm thực hiện với chất liệu vải von mềm, nhẹ, mẫu mã đa dạng như hoa hồng, hoa cúc nhiều màu sắc, hoa von cài ve áo, hoa cài váy, hoa cài mũ, hoa cài sơ mi công sở, móc khóa làm thủ công kết hạt cườm nhiều loại, màu sắc đẹp. Sản phẩm dùng làm quà tặng cho bạn bè, người thân dịp lễ, sinh nhật vô cùng ý nghĩa với phúc lợi ưu đãi 20% trên sản phẩm. Thứ năm là công đoàn cơ sở trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Bình Thạnh Trung với sản phẩm bì mắm do thầy Nguyễn Viết Thơ là người đại diện. Sản phẩm được làm từ da heo, thịt nạc với gia vị pha trộn theo tỷ lệ hợp lý để lên men tự nhiên trong 4 ngày ở nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, được đóng gói thành từng chiếc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá phúc lợi ưu đãi 10% cho đoàn viên. Thứ sáu, công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Hồng Ngự 1 với hai sản phẩm. Trái cây bếp nhà chính do đoàn viên Ngô Thị Bé Chính làm, sử dụng công nghệ sấy với các loại trái như khóm, mít, mãng cầu, vỏ bưởi, giá bán ưu đãi 20% trên kg. Sản phẩm mắm của đoàn viên Nguyễn Văn Hùng làm và gia công chất lượng, mắm sạch, rõ nguồn gốc với các loại như cá linh, cá sặc, cá chốt, cá lóc, giá ưu đãi 10% trên kg. Thứ bảy là công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Cao Lãnh 2 với hai sản phẩm bánh hạt trái cây sấy do đoàn viên Trần Đào Huyền Dung thực hiện với các loại như hạt dẻ rang muối, hồng Himalaya, trà là Tunisia, rong biển kẹp hạt, bánh thuyền. Sản phẩm nước cốt chanh mật ong cô đặc do đoàn viên Lê Văn Nam là người đại diện, thành phần 40% nước cốt chanh và 60% mật ong gừng, có tác dụng hỗ trợ viêm họng khang tiếng, thải độc tố cho cơ thể. Các sản phẩm được bán ưu đãi từ 10% đến 20%. Thứ 8, công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Thanh Bình 2 với hai sản phẩm khổ qua rừng sấy khô do đoàn viên Vương Đỗ Bảo Yên làm người đại diện. Sản phẩm có công dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường, rơm sảy, giảm ho, viêm họng. Sản phẩm khô cá cơm rim của đoàn viên Nguyễn Kim Thoa làm tại nhà từ cá tự nhiên đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm được bán ưu đãi từ 10% đến 20%. Thứ 9 là công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Đỗ Công Tường với các sản phẩm nem, bì, chả của đoàn viên Nguyễn Bảo Quốc chế biến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá ưu đãi 15%. Sản phẩm ngọc trai trang sức và rượu cà na cát khánh của đoàn viên Trương Thị Ngọc Châu thực hiện. Trang sức ngọc trai đa dạng mẫu mã, màu sắc gồm chuỗi cổ, vòng tay, hoa tai, nhẫn, cài tóc, cài áo, mang đến vẻ đẹp sang trọng và quý phái, phù hợp với mọi độ tuổi. Rượu cà na làm từ trái cà na thiên nhiên,
qua quá trình ủ, ngâm rượu, được chế biến theo phương pháp thủ công, đảm bảo an toàn, mùi thơm đặc trưng, rất dễ uống, uống lượng vừa phải, tốt cho sức khỏe, rất thích hợp đi đám, tiệc, liên hoan. Làm quà tặng, dung tích chai rượu là 750ml trên một chai, các sản phẩm được bán ưu đãi 20%. Thứ 10 là công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Long Khánh A với dòng sản phẩm Len, được đoàn viên Bùi Ngọc Dung làm thủ công đủ màu sắc và mẫu mã, sử dụng để ly, làm hoa trang trí, túi đựng bình. Sản phẩm khăn rằn Long Khánh do đoàn viên Nguyễn Ngọc Anh Thư là người đại diện. Sản phẩm được dệt từ làng nghề Long Khánh, đa dạng màu sắc, mẫu mã thích hợp, làm quà cho các hoạt động công đoàn. Sản phẩm được bán giá ưu đãi 10% đến 20%. 11 là công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Lai Vung Ba với sản phẩm mứt mãng cầu cay của đoàn viên Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa chế biến. Nguyên liệu chính là mãng cầu xiêm, đường, muối, ớt tươi, vị thơm ngon lạ miệng, không thể thiếu vào những ngày lễ Tết của gia đình. Sản phẩm được bọc kín từng viên, đóng hộp 500g, giá bán ưu đãi 10%. 12 là công đoàn cơ sở trường trung học cơ sở trung học phổ thông Tân Thành với sản phẩm ốc gác bếp do đoàn viên Lâm Thành Được làm người đại diện. Ốc gác bếp là món ngon đặc trưng của vùng Đồng Tháp, nguyên liệu chính là ốc lát, loại ốc khá giống với ốc bu vàng nhưng có dáng to, vỏ bên ngoài xám sắc vàng, phần thịt giòn ngọt, không bị bở mềm như là thịt ốc bu. Ốc có thể chế biến các món như là hấp sả, nướng tiêu, xào sa tế, xào sả ớt. Sản phẩm được đóng gói giỏ tre 1kg, bảo quản lâu với bán ưu đãi là 10%. 13 là công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Tân Hồng với sản phẩm mắm cá chốt, được đoàn viên Nguyễn Thành Nhân làm tại nhà từ cá chốt tươi và các nguyên liệu rõ nguồn gốc, đóng hộp 500g, đảm bảo an toàn vệ. Công đoàn ngành giáo dục sẽ ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với 13 công đoàn cơ sở trực thuộc vừa được giới thiệu, với hơn 19 sản phẩm phúc lợi do đoàn viên, người thân của đoàn viên công đoàn cơ sở trực thuộc ngành giáo dục thực hiện, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, từ thực phẩm tiêu dùng đến chăm sóc sức khỏe làm đẹp. Hy vọng rằng mô hình giới thiệu sản phẩm phúc lợi đoàn viên công đoàn của công đoàn ngành giáo dục sẽ kết nối và lan tỏa sản phẩm của đoàn viên, người thân đoàn viên đến với đoàn viên, người lao động của ngành giáo dục và tổ chức công đoàn Đồng Tháp sử dụng với giá ưu đãi, đảm bảo an toàn và chất lượng. Trân trọng kính chào.